Ngày 13 tháng 1 tại xã Diên An, huyện Trần Đề, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá các phần quà là 50 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank chi nhánh Sóc Trăng tài trợ. Hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão năm 2023 do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động tại xã Thới An Hội, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kế Sách tổ chức chợ không đồng lần thứ 9. Hội cùng các nhà tài trợ mạnh thường quân đã trao tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 400.000 đồng, gồm gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của ba xã Thới An Hội, Trinh Phú và Ba Trinh. Cùng với đó là 35 chiếc xe đạp và 1.000 quyển tập cho các em học sinh vượt khó học tốt trường tiểu học Trinh Phú 3 và trường tiểu học Thới An Hội 1. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động xuyên suốt và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của hầu hết các địa phương trong tỉnh. Chính việc xác định được tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo được khí thế và quyết tâm thực hiện đã giúp cho nhiều xã vùng sâu của tỉnh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, mà còn thực hiện đạt mục tiêu nông thôn mới nâng cao theo lộ trình, góp phần làm thay đổi căn bản và toàn diện bộ mặt các xã vùng nông thôn. Ghi nhận tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn qua phóng sự sau. Năm 2022 đánh dấu sự khởi sắc khá toàn diện của xã nông thôn mới Hồ Đắc Kiện. Toàn xã đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, đáp ứng các yêu cầu sáng, xanh, sạch, đẹp tại các ấp, với hàng ngàn cây giống được gieo trồng tại các tuyến đường nông thôn. Hệ thống giao thông được đầu tư đảm bảo với đường trục xã liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%, đường trục ấp liên ấp được cứng hóa đạt hơn 90%, đường ngõ xóm cứng hóa đạt hơn 50%. Đặc biệt, năm 2022, xã đã vận động xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng để thực hiện 2 công trình lộ giao thông tại ấp Kinh Đào và xây dựng 2 cầu nông thôn. Được đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường bờ Tây kênh Ba Rinh mới với chiều dài gần 4 km, tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Cùng với đó là nhiều công trình thắp sáng đường quê, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các ấp. Được cái công nhận xã nông thôn mới như thế đó, thì đảng ủy, ủy ban rồi ban dân thì sau khi đó họp triển khai là đến là cái tình hình đó là vận động sâu quá để làm cầu đường, thì nhìn chung tới thời điểm này đó là cái ấp Đắc Thắng đó là được 8 cây cầu là trên tỷ. Cái thứ hai đó là cái năm nay đó thì mới vận động được là 700m nữa, lộ 2m, rồi đường thắp sáng đường quê đó thì cũng được là 19 bóng. Rồi cổng chiều dài 700m. Nhìn chung thì sau khi mà vận động để mà làm lộ, rồi làm đường đó, rồi thì nhân dân đồng tình cao. Trước đây thì đối với đường của ấp Đắc Thế thì mép bên bờ đông thì chưa có đường. Nhà nước đã hỗ trợ làm cái tuyến đường 3m từ ở đầu Kinh Gòn cho tới giáp với Đại Hải là 4.000m, thì được nhân dân rất là đồng tình. Còn lại tuyến đường mép bên sông thì chỉ có 2m, được nhà nước nâng cấp lên là 3m5. Bây giờ là bộ mặt nông thôn thì càng ngày càng là khang trang phát triển. Tổ chi bộ có phát động làm cái tuyến đường tuyến đèn 2 tiếng, cũng như là bờ đông và bờ tây. Đối với ấp thì làm 4.000m, một bên thì làm là đường đèn năng lượng mặt trời, còn một bên thì làm đường điện lưới quốc gia, nhưng mà cặp hai bên lề lộ thì cũng có trồng bông qua. Với quyết tâm phải hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo tinh thần nghị quyết đề ra, năm 2022, đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hồ Đắc Kiện đã cùng nhau đoàn kết trên cơ sở đánh giá những tiêu chí chưa đạt, xây dựng lộ trình, từng bước tháo gỡ khó khăn. Trong đó, tiêu chí thu nhập và hộ nghèo được xã lồng ghép thực hiện thông qua các chương trình dự án nhằm hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi, các hoạt động chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, triển khai thực hiện các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập, giảm nghèo hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều của xã còn 2,22%, thu nhập bình quân đầu người hơn 64 triệu đồng một người một năm. Qua đó, giúp Hồ Đắc Kiện hoàn thành những tiêu chí sau cùng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua cái quá trình thực hiện đó thì chúng tôi cũng rút ra một cái kinh nghiệm như thế này,
mình phải xác định nông thôn mới là nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì nói chung cái nào ở góc độ nhà nước đầu tư á, thì là nhà nước đầu tư, còn cái nào cần quy động trong sức dân á, thì mình phải hết sức cố gắng. Do đó thì ngoài cái việc mà chúng tôi đã quán triệt tuyên truyền trong hệ thống chính trị đó, thì cái công tác mà tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân mình về cái ý nghĩa, cái mục tiêu để xây dựng nông thôn mới á, là tụi tôi rất là tập trung. Cái sự mà chung tay đóng góp của bà con mình trong thời gian qua là rất là đáng quý. Hiến đất có nè, rồi đóng góp ngày công có nè, rồi kể cả là về vật chất để cùng chung với địa phương. Đến thời điểm này thì chúng tôi mới đạt được kết quả như thế. So với thời điểm đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015, đến nay, diện mạo nông thôn Hồ Đắc Kiện tiếp tục khởi sắc, kết cấu hạ tầng kỹ thuật gần như được đầu tư hoàn thiện và khá đồng bộ. Hệ thống điện, đường, trường trạm, nhà sinh hoạt cộng đồng được củng cố và tăng cường, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Từ một xã vùng sâu còn nhiều khó khăn trong đời sống, văn hóa, giáo dục, đến nay Châu Thành đã thật sự chuyển mình khi giao thông thuận tiện. 100% hộ có điện sử dụng trong sinh hoạt sản xuất, đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định. 100% trường học đạt chuẩn, giúp con em được học hành trong những ngôi trường khang trang. Thì đời sống của bà con nhân dân thì có thể nó vươn lên. Mình nói chung là cái giao thông vận chuyển hàng hóa thì nó rất thuận tiện. Rồi bà con cũng rất đồng tình với mình để trồng bông trồng hoa để cho cái diện mạo nông thôn mới nâng cao á, nó có cái vẻ nó đẹp hơn. Những đổi thay trong đời sống vật chất tinh thần của Hồ Đắc Kiện hôm nay là cả một quá trình dài nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của bao thế hệ lãnh đạo và người dân của quê hương anh hùng. Đến cuối năm 2022, Hồ Đắc Kiện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và sẽ sớm được công nhận trong thời gian tới, góp phần cùng Châu Thành sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trong tương lai.